Thời gian qua, nhiều hộ dân ở phường An Lạc, thành phố Chí Linh phản ánh về tình trạng hàng loạt ngôi nhà bị nứt do hoạt động nổ mìn khai thác than của công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi. Những hộ dân ở đây vẫn đang chờ kết luận của cơ quan chức năng về nguyên nhân dẫn đến việc nhà của họ bị nứt. Phóng viên thời sự đã tìm hiểu sự việc. Ngôi nhà 2 tầng của gia đình bà Dương Thị Bình ở khu dân cư Trại Nẻ, phường An Lạc được xây dựng kiên cố. Thế nhưng nhiều vị trí như cầu thang, tường và nền nhà đã bị nứt, nhiều chỗ nứt nghiêm trọng. Bà Bình cho rằng tình trạng nhà nứt là do hoạt động nổ mìn để khai thác than của công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi gần đó gây ra. Hôm xưa cái thằng bé con nó đang ngồi chơi mà nó bắn mìn một cái, cháu giật mình khóc, bắn lên, thét lẹt. Cô gửi đơn mấy lần đơn rồi nhưng mà lại gửi về giả địa phương mà về bộ về thành phố giải quyết, nhưng mà thế từ bấy giờ đi thì thôi chả thấy ai bộ gì nữa cả. Cùng ở khu dân cư Trại Nẻ, từ nhiều tháng nay hai vợ chồng cụ Mạc Văn Bổn không dám ở trong căn nhà của mình. Khi có khách đến, cụ mới về tiếp. Nguyên nhân không dám ở nhà mình là các đợt rung chấn do nổ mìn khiến cho hai vợ chồng ngoài 90 mất ăn mất ngủ. Những vết nứt trên tường xuất hiện ở khắp các gian nhà. Thời gian đầu, nứt đến đâu cụ Bổn sửa đến đó. Tuy nhiên gần đây, những vết nứt ngày càng nhiều, lo sợ nhà bị đổ sập bất cứ lúc nào nên hai cụ phải đi ở chỗ khác. Chứ không đi cái bửng này mà nó đổ thì nằm cái giường này là chết. Nó đuôi cái nền này nó. Sợ. Dạ không chạy được. Thì phải đi ở nhỏ. Gần chục hộ gia đình bị nứt nhà đều ở gần vị trí xung quanh khu vực khai thác than của công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi. Theo phản ánh của người dân, từ khi mỏ than hoạt động, những căn nhà của họ ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt ở các mức độ khác nhau. Ngoài ra, tại một số vị trí đường giao thông trong khu dân cư cũng đang có dấu hiệu sụt lún. Người dân phản ánh nhiều lần báo cáo với chính quyền và các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Người dân vẫn phải sống ở đây trong nỗi sợ hãi. Mong muốn là của người dân của chúng tôi là bây giờ là chúng tôi làm thế nào để cho chúng tôi di rời được, để cho chúng tôi bảo đảm sức khỏe cho con cho cháu, để ổn định cuộc sống của chúng tôi. Bây giờ thì mong muốn là nhà nước giúp đỡ cho đi ở chỗ khác thì cho nó bình tĩnh ổn được, năm nào thì trọng năm đấy. Tôi lại là gia đình chính sách. Được biết, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp với thành phố Chí Linh và công ty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh tiến hành đo giám sát ảnh hưởng của việc nổ mìn tại khu vực này. Kết quả sẽ gửi về các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết theo quy định. Chưa rõ khi nào mới có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều nhà dân bị nứt. Và dĩ nhiên, những người dân như bà Bình, cụ Bổn và nhiều gia đình trong khu vực này cũng chỉ biết chờ đợi.